có người ta đón khách tour, khách đoàn này nọ, thì bên mấy công ty du lịch, lữ hành du lịch người ta cũng đã có người đã đứng đây đón sẵn. Em thấy đây thì đa số là đại diện mình công ty du lịch không, nên là ít có người thân lắm. Mấy ông bên đây là toàn là hướng dẫn viên du lịch rồi đại diện công ty du lịch đã đứng đón đoàn. Như vậy là em đang có mặt tại nhà ga quốc tế Cam Ranh. Bây giờ là 10 giờ rưỡi tối quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong ha, xem thử giờ này thì sân bay có gì hay. Khu này khá là rộng. Phía trước này là cái bãi đỗ xe, xe du lịch, xe cá nhân, xe taxi gì đó. Trên này có cái đường ở trên nữa quý vị nè. Bây giờ chúng ta đi vào phía trong ha, đi vào phía trong khu trong này. Em thấy thì buổi tối chỗ này vắng quá. Trong khu trong này cũng vậy. Ban ngày chắc có lẽ đông hơn. Đi vào cái chỗ nào, cái sảnh đợi khách xuống á. Đây là khu vực phía trên nha quý vị. Giờ này thì lai rai cũng có khách xuống rất là đông. Khách Hàn Quốc nhiều ghê quý vị. Đúng là tới sân bay Cam Ranh giờ này toàn là khách hàng không. Thế mới thấy được là khách Hàn Quốc đến Nha Trang rất đông như thế nào. Thấy lượng khách Hàn Quốc đến Cam Ranh rất đông, họ đến rồi họ đi. Di chuyển trong ngày quý vị. Ngày nào cũng có người đến và người đi hết. Có lẽ họ sẽ di chuyển qua đây để đi vào cổng phía trong kia là cổng vào nhà ga.
Còn bên này có lẽ là cổng ra nè. Chào ông bà cô chú ơi. Chào ông bà cô chú và các bạn nha. Đó. Khuya rồi không chịu ở nhà rồi đi theo quý vị. Đấy, hướng này nhìn ra phía dưới kia là cái cổng vào của sân bay đó. Cái đường đó. Đấy quý vị, lượng khách Hàn Quốc đến và đi tại sân bay Cam Ranh rất là lớn quý vị nha. Giờ này là 10 giờ rưỡi quý vị. Và em đang có mặt tại đây, thấy đông khách ghê quý vị ơi. Ở trong này là khu vực dành cho khách đi đấy quý vị. Khách đi mua vé ở trong này xong bắt đầu đợi ở trong này để lên máy bay đó. Khách Hàn Quốc rất là đông luôn quý vị nha. Đó, như vậy là cái đường phía trên này là cái đường đến quý vị, đường khách khách đi đó, tức là mình đi thì mình đi chạy cái cầu trên này, mà đón thì là đi cái đường dưới này. Đó, khách ra tức là phía dưới sảnh này. Đây quý vị, đây là cái chỗ mà đợi khách đi ra, ra máy bay, xuống máy bay. Đó. Còn ở trên là mà lượng khách đi tới, tức là người ta đi tới để lên máy bay đấy quý vị. Toàn cảnh sân bay Cam Ranh, sân bay quốc tế Cam Ranh. 11 giờ kém 15 đêm quý vị. Đó. Quay để quý vị xem. Buổi tối thì chắc có vẻ vắng hơn ban ngày rồi. Em nghĩ ban ngày thì nó sẽ đông hơn. Nhưng mà ở đây thì chuyến bay người ta xuống xuyên đêm, thành ra cứ khi nào máy bay xuống thì lúc đó mới đông. Còn qua cái đợt máy bay đi thì em nghĩ thì lúc đó nó sẽ vắng. Còn bây giờ thì chưa tới cái lúc mà máy bay xuống thì nó vắng thôi. Chừng chút xíu nữa người ta xuống máy bay nhiều thì nó đông. Đây quý vị, em đang đứng tại sân bay Cam Ranh. Bây giờ là 11 giờ kém 10 rồi. Đợi thôi. Xíu nữa có gì hay thì em quay rồi đến quý vị. Sảnh đợi sân bay Cam Ranh này quý vị ha, sảnh dưới. Xe xuống. Chiếc xe này giống như là chiếc xe buýt đó quý vị. Ở đây thì có xe buýt đi từ Nha Trang về sân bay và từ sân bay đi về Nha Trang ngược lại. Khách hàng không quý vị ơi, xuống đây toàn nghe tiếng Hàn không à, khách Hàn Quốc không. Thế mới nói sân bay Cam Ranh bây giờ ngập tràn khách Hàn Quốc là vậy đó. Quá sức tưởng tượng, đông quá trời đông luôn. Và hình ảnh để quý vị xem ha. À, có dịp đi vào sân bay ra mới quay cho quý vị xem, chứ bình thường thì chẳng vô đây làm gì. Sẵn tiện vào đây thì chúng ta cùng theo dõi xem sân bay Cam Ranh về đêm trong tháng 7 này như thế nào. Bây giờ là 11 giờ kém 10 quý vị ha, buổi tối. Ở phía trong này có một cái quán phở quý vị nha. Quán phở nằm ở trong chỗ sân bay nè. Bán trong đó thì có bán nước ngọt, rượu, bia và chắc là có phở rồi. Cái chữ phở thì chắc là có bán phở rồi quý vị. Đợi khách xuống thì chúng ta đứng ngay cái sảnh trước này thôi quý vị. Ngay vị trí này đây. Còn cái cầu thang ở phía trên lầu chúng ta đây thì là cái nơi mà khách đi, tức là khách mà đi máy bay á, đi ra xuất cảnh á, thì người ta đi cái cổng trên, trên lầu này. Còn ở phần ở dưới đây thì là cái chỗ mà người ta đến đó quý vị, cổng đến, cổng đón á. Em đang đứng ngay cái tủ bán nước tự động của sân bay Cam Ranh này quý vị. Ở đây thì em thấy có bán là ở gần dưới là nước ngọt nè, nước ngọt, các cái loại nước ép trái cây, phía trên là nước suối, trên cùng là mấy gói bim bim quý vị ha. Giá ở đây thì thôi khỏi nói rồi, bim bim giá 20.000 gói đó quý vị, giá có giá hết nè. Nước suối thì 20.000 chai, nước ngọt 30.000 chai đó, đồng giá như vậy đó. Bỏ tiền vô đây là lấy mua thôi. Bên cạnh là cái máy rút tiền luôn quý vị,
thuận lợi dễ sợ luôn. Đang mua nước ngọt hết tiền thì qua rút tiền qua mua nước ngọt. Quý vị ha, sân bay Cam Ranh. 11 giờ tối rồi quý vị. Bây giờ bấm mã số quý vị ơi, mua bánh bim ăn cho đỡ đói. 07 phải không? Bấm mã số xong. Bước 2 nhét tiền vô. Đó, tiền vô rồi quý vị. Nó rớt xuống rồi quý vị. Đấy quý vị, vừa rồi có một chuyến bay mới xuống nè. Đó, khách Hàn Quốc ra nè quý vị. Đó, đây là cái chỗ đợi, sảnh đợi phía trước sân bay Cam Ranh nè, bên sảnh quốc tế sân bay Cam Ranh. Theo em nhận định thì cứ mỗi lần có chuyến bay xuống thì lúc đó thì sân bay mới đông quý vị nè. Thì bà con cũng như người dân, người ta đi đón khách thì người ta có mặt ở đây người ta đón thôi. Còn sau khi mà chuyến bay xuống hết rồi thì cái chỗ này lại vắng thôi, nó không có đông liên tục quý vị, tại vì em thấy có khoảng cách thời gian. Giờ này thì thấy đông này quý vị, đứng đón cũng khá đông nè. Mình chỉ quay sau lưng thôi chứ lên trước mặt quay không được quý vị ơi. 11 giờ tối quý vị nha, tại sân bay Cam Ranh. Đấy, khách Hàn Quốc xuống nhiều lắm. Thế mới nói một ngày như vậy thì lượng khách Hàn Quốc đến sân bay Cam Ranh rất là lớn ha. Mang lại nguồn thu và du lịch rất lớn cho thành phố Nha Trang. Phi trường Cam Ranh vào lúc 11 giờ tối. Đó. Ở trong kia là cái chỗ mà khách xuống đó các vị, chuẩn bị ra nè. Đứng đợi đông lắm. Đó, khách Hàn Quốc ra nè các vị. Cái cổng đó là cổng ra của sân bay đó. Chung ở đây ra thì có người ta đón khách tu, khách đoàn này nọ, thì bên mấy công ty du lịch, lữ hành du lịch người ta cũng đã có người ra đứng đây đón sẵn. Em thấy đây thì đa số là đại diện bên công ty du lịch không, chứ chả ít có người thân lắm. Mấy ông đứng đây là toàn là hướng dẫn viên du lịch rồi đại diện bên công ty du lịch ra đón đoàn. Giờ này thì theo cái bảng hướng dẫn trên kia thì chúng ta thấy là còn là chuyến bay đến từ Hàn Quốc không quý vị, Daegu này, Busan này, Incheon đến Việt Nam, đến sân bay Cam Ranh, toàn là máy bay, toàn là chuyến bay Hàn Quốc không à. Giờ này bảo đảm 100% với quý vị là khách Hàn Quốc xuống thôi, khách đến từ sân bay Hàn Quốc. Quá đông luôn, thế mới nói một ngày như vậy thì lượng khách Hàn Quốc đến Cam Ranh đông như thế nào. Ngay sảnh ra của sân bay quốc tế Cam Ranh và lúc 11 giờ, bây giờ là 11 giờ đúng quý vị nha, tối ngày 22 tháng 7, hôm nay ngày thứ hai đầu tuần. Đó, khách đang đi ra cái cửa đó quý vị, cái xe cửa chính ở dưới nè. Chúng ta đứng đây tí xíu để cùng chúng ta thấy được là vào buổi tối giờ này thì khách Hàn Quốc đến sân bay Cam Ranh đông hay không. Tại vì sẵn dịp vào đây thì em mới thực hiện cái video này để gửi đến quý vị, chứ bình thường thì chắc có lẽ cũng không có dịp nào để vào đây. Rất cảm ơn quý vị nha, đã luôn theo dõi và yêu mến kênh Đời Sống Nha Trang, nơi thường xuyên cập nhật đến quý vị những tin tức đời sống diễn ra hàng ngày. Quý vị nhớ đăng ký kênh nha và bấm chuông để nhận thông báo khi em ra các cái video mới trên kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, sau khi xuống sân bay thì khách Hàn Quốc sẽ di chuyển về các cái khách sạn ở Nha Trang. Hầu như thì người ta đặt phòng sẵn rồi. Đấy, các cái chiếc xe đón khách ở đây thì hoạt động liên tục cả đêm để chở những cái đoàn khách đến và đi tại sân bay Cam Ranh. Đấy, khách hàng đấy quý vị ha. Thế mới nói là khách hàng đến Nha Trang hiện tại rất là đông quý vị. Đấy quý vị, các chuyến bay đến và tại sân bay Cam Ranh giờ này đông lắm. Trên cái bảng điện tử là em thấy là rất nhiều các cái chuyến bay đến từ Incheon, Hàn Quốc, Busan.
khách đang ra đó quý vị. Trên bảng thì hầu như là đúng giờ hết, không có cái nào là delay hết. Đấy, khách ra đông lắm quý vị ơi. Thế mới nói là khách Hàn Quốc đến Cam Ranh hiện tại bây giờ rất là lớn, lượng khách đến sân bay Cam Ranh đông thật sự quý vị. Vào đây thì mới thấy được, không riêng gì ban ngày đâu mà cả ban đêm quý vị. Khuya vẫn đông như thường. Khách Hàn Quốc đông lắm quý vị ơi. Một ngày 20 chuyến bay đến sân bay Cam Ranh, trung bình 20 chuyến bay. Giờ này máy bay khách hàng xuống đông ghê luôn, quá đông luôn, liên tục các chuyến bay xuống liên tục. Đấy quý vị, một vài hình ảnh tại sân bay Cam Ranh vào lúc 11 giờ hơn buổi tối quý vị nha. Đó, quay để gửi đến tất cả quý vị và các bạn những cái tình hình tại sân bay Cam Ranh để thấy được là lượng khách Hàn Quốc đến sân bay Cam Ranh đông như thế nào. Đặc biệt là vào giờ buổi tối là lúc mà các chuyến bay từ Hàn Quốc đổ đến sân bay Cam Ranh quý vị, đổ dồn dập luôn. Nó mang lại một lượng khách rất là lớn luôn quý vị nha. Lúc nãy thì em tưởng vắng nhưng mà khi đứng đến đúng giờ máy bay xuống thì chúng ta thấy là cực kỳ đông và cực kỳ nhiều luôn. Thế mới nói được tại sao Nha Trang và thành phố Đại Hàn thì khi có mặt tại đây thì chúng ta mới có thể phần nào đó cảm nhận được và cũng hiểu được lý do vì sao mà Nha Trang được ví là thành phố Đại Hàn, thành phố của Hàn Quốc. Rồi, một vài hình ảnh tại sân bay Cam Ranh. Xin mến chào quý vị ha. Xin hẹn quý vị trong các video tiếp theo. Chúc quý vị thật dồi dào sức khỏe nha. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi các video mới. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.